Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh nha anh em ha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè. Thì hôm nay mới về lô đồ công cụ cầm tay đồ đi Nhật có nha. Đó, đồ nghề nè. Cưa lỏng nè ha. Đó, điện 100V nha anh em ha. Cắt bàn nè. Đó, con ơi, đồ gia dụng nha. Đặc biệt là em về được hai cây kéo cắt sắt nè. Hai cây này hệ nha anh em ha. Đây, một cây này của Hit nha. Đó, cắt là 13 ly anh em ha. Răng cỏ là ok. Răng còn ok ha, cũng hết nha. Rồi, con này đặc biệt là cắt rồi uống luôn nha, cắt uống. Con này của MCC anh em. Đây ha, đẹp. 13 ly. Đó, con này mới. Này dây sinh là khó chơi nha. Cắt rất nhẹ nhàng, lưỡi ok. Không mẻ ha, 10 đến 13 ly. Rồi anh em mua kéo cắt uống sắt thì liên hệ em báo giá nha. À, tiếp tục nói nè, ở đây cũng có một cây nha, cây cắt nha. À, cắt không có uống thì giá sẽ ok hơn cây có uống nha. Em về được 3 cây thứ gì MCC đây ha. À, điện thoại em, một số điện thoại cứ ghi với phần tiêu đề. Anh em mình mua thì chuyển khoản đủ em bao ship nha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi có một cái lô bếp ga nha anh em, đồ bếp ga nè, nó thanh lý cho anh em cái bếp kiến nè, giờ cho anh em mình dựng lại ha. Bếp kiến này bán cho anh em là 550 nha, đề cao nè ha. Rồi mấy cái bếp này nữa nè, bếp này đó. Anh em mua liên hệ đây, ba anh em IC nha. Con này nè đẹp, IC còn nhảy nha. Đó, giờ anh em mình chỉnh lửa, tự chỉnh lửa, đồ đẹp ở trong nè. Rồi con này bán giá 900 ngàn, con bếp ga 900. Rồi có cái nón bảo hiểm này, về anh em mình tự vệ sinh nón này ha. Rồi con này bán 350, cái nón bảo hiểm 350 nha, nón bảo hiểm 350. Rồi nón bảo hiểm 350 rồi tới cần câu. Cần câu một bộ máy vậy là 350 nha. Đó. Cần dài 1m6, 1m7, 1m5 gì đó. Cái này dây ngàn gì nè. Còn được 3 cần. Đó, với mấy bộ máy nè. Đó, một bộ là 350 nha anh em. Hai cây đục. Hai cây đục với cây cưa bán giá 150 nha. Xanh nha. À, 3 cây, cây 700 ngàn, 250 đến 275 mm là 1 cây. Còn 325 đến 350 2 cây, 1 cây gì là 700 ngàn nha, 3 cây. À, anh em mua hết 3 cây là giá ok luôn, 3 cây hết là giá là 2 triệu, chịu khoảng đủ bao ship luôn ở MitoTuyo. 3 cây 2 triệu, còn mỗi cây là 1 700 ngàn cây nha. Có đầu đầu khoan nha anh em nha. 3 là 3 đầu 180 nha, 3 đầu 180 chục ca. Rồi anh em mua thì liên hệ qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đây.